chưa? Xin chào mọi người. Hôm nay thì mấy con Mexico. Ba con nhập Mexico nhà em lên cho mọi người xem. Giới thiệu ba bạn được nhập mọi người nhé. Đây đầu tiên là bạn Lobo này. Lobo này thì là hạng là 48 cân mọi người nhé. Con này phải giảm khoảng 7-8 cân rồi cho dễ phối. Đợt trước là khung nó to ấy, Mexico thì mọi người thấy nặng nề thì nó khó phối, thì hiện tại là em đang giảm béo cho bạn ý. Như chạy em ấy thì hiện tại chạy em có 12 con được nhập mọi người nhé. Chế độ phối thì đảm bảo là đầy đủ các chế độ bảo hành, bảo hiểm cho mọi người luôn. Anh em thì em sẽ phối giống bao đậu. Bao đậu từ 4 con đổ lên cho mọi người. Tức là nếu mà trường hợp đậu dưới 4 con thì em sẽ phối lại hoàn toàn miễn phí nhé. Ok ấy, mọi người thấy ok không? Mà chế độ này thì em đảm bảo là ở Việt Nam mình thì chỉ có trại em có được thôi nhé mọi người nhé. Nếu mà có những cái gì mà chưa ok lắm thì mà mọi người góp ý thêm cho bọn em đúng không? Ngoài ra thì trong quá trình nuôi thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn 24/7 luôn. Kể cả khi mà con chó nó đẻ hay là sau này chế độ ăn uống rồi tiêm chủng hay là tẩy giun như thế nào ấy, thì là bên em sẽ hỗ trợ tư vấn hết luôn. Còn nếu mà không bao tiêu thì là 2 triệu bằng một con VKAA luôn đúng không? Đây thì là bây giờ phối giống như thế là đã hợp lý với mọi người chưa? Còn nếu mà mọi người thấy hợp lý thì cho em một like. Còn nếu mà chưa hợp lý thì là gì nhỉ? Chưa hợp lý là mọi người bổ sung giúp em. Bổ sung góp ý thêm cho bọn em. Người ta cái bao đầu ra chó con ấy thì em sẽ đảm bảo với mọi người là bắt sẽ không dưới giá phối giống mọi người nhé. Nên là dù có đẻ một con hay hai con, ba con thì bên em đã phối lại miễn phí rồi. Mà có một con thì mọi người cũng sẽ không có chuyện bị lỗ rồi mọi người. Tính ra là bọn em phối thế là bằng một con VK trong nước thôi. Bởi vì là phối VK thứ người ta cũng lấy tầm 1,5 triệu đến 2 triệu. Thường thường bây giờ người ta lấy 2 triệu hết mà người ta không bao đầu ra. Đấy. Còn bọn em bao đầu ra là bọn em 3 triệu nhưng mà những cái con bọn em bao đầu ra nó con giống là chất lượng ok tí mọi người nhá. Đấy. Tức là ngoài có giấy tờ đầy đủ ra thì là nó cũng phải là đẹp. Nhìn nó phải bắt mắt bọn em chứ không phải là kiểu là cứ có giấy thế xong mà giấy thì mọi người biết thừa là bây giờ nhiều con giấy tờ ghép lung tung à đúng không? Đấy, to bé lẫn lộn hoặc là bố lọ mẹ kia lên là bọn em cũng không bao đầu ra. Đấy. Lobo này thì hiện tại đã về trại thì sắp tới sẽ hứa hẹn với mọi người những cái đàn chó con mà đầu thủ siêu to luôn. 3 năm trước em quay mọi người thấy chứng kiến là nó hồi nó 2 tuổi rưỡi nhỉ, nó rất là đẹp luôn, bây giờ nó được 5 tuổi rồi. Gần 5 tuổi rồi đấy. Mà bây giờ nói chung là ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi mà thật ra cũng chưa có con nào đúng là nếu mà nói về đẹp để mà thay thế được Lobo. Em nói đây là những ai mà đã từng chơi gặp con Lobo này và chơi sâu ở trong cái giới chó ấy. Đấy, thật sự luôn. Nếu mà đấy là nói một cách là rất là vô tư luôn và kiểu là nói về đẹp ấy nhá chứ không phải nói về độ làm việc. Làm việc cái thứ thì chỉ có pháp xét bỉ là ok thôi mọi người nhá. Đấy, còn em đang nói về đẹp ấy đấy, dành cho những người mà mới chơi hoặc là người ta chơi những con chó người ta thích nó hiền với cả nó quấn chủ ấy. Con này là một trong những cái con như thế. Thôi đi để cho lên chuồng để cho ấy cứ để đấy Thúy. Vâng. Toàn những cái hàng rất là khủng. Đây là bạn chạy không? Có gấu đen Jeju. Như con gấu luôn. Đấy, mọi người đã chơi Mexico là mọi người phải chơi cái toàn cái hàng 47-48 cân này mọi người mới thích. Đấy. Rồi chơi mảng màu ngoài ra nó phải khung gọng to chứ còn chỉ mảng màu đẹp thôi mà chơi Mexico thì nó rất là nhàm chán mọi người nhá. Đấy. Đã chơi Mexico là phải cao to đen hôi. Đấy. Đấy đây, mọi người nhìn này. Nó khủng, nhìn nó sợ luôn. Đấy. Rồi ok. Mexico nhưng vẫn đảm bảo là ham đồ để có đàn con thần kinh tốt cho mọi người để mọi người vừa chơi về khung gọng và thần kinh mọi người nhé. Yeah. Nói như này cho mọi người dễ hiểu này. Cứ phải là nhập, các hàng nhập của nó vẫn khác. Đấy, chứ còn ví dụ như là chơi mọi người cứ bảo Mexico nó hiền với cả nó kém, là mọi người thấy những cái đàn bọn em quay Mexico nó có hăng không? Đấy. Nó vẫn hăng và nó rất là nghịch luôn. Chứ còn ví dụ như là bố lội nó cứ lung ta lung tung, nhất là trong Mexico này. Ai ở đây mà chơi chó lâu thì cũng không lạ gì. Bọn em cũng nói thì cũng không lạ gì. Kiểu Mexico là nó cứ kiểu lung tung nhất đấy. Nếu mà kiểu nguồn gốc cái thứ nó không như màu đỏ đen, cái thứ con nào là con đấy nó rõ ràng. Chứ còn nếu mà Mexico hàng chuẩn nó, hàng nhập nó vẫn ra con khác lắm mọi người ạ. Đấy, khung bẹ nó rất là to đấy. Chứ bây giờ nhiều con Mexico ấy nó bé tí chẳng hạn thì nhìn nó vẫn không đẹp.
khỏe lắm, khỏe lắm. Con gấu Jeju này thì trạng nó là tầm 46, 47 cân mọi người nhé. Nhưng mà về trạng em thì bao giờ bọn em cũng phải giảm béo đi để ngày trước phối. Là nó ta phải đỡ đây, nhưng mà về trạng em có khi toàn là tự phối được luôn, khỏe lắm. Nó phải gầy đi chút. Jeju nào, đây là mình chuẩn bị cho ma rút ra. Rút đây các bạn. Con này đúng là ma rút thì lại ham cái. Rút chỉ thấy cái ở trong kia là bắt đầu rồi. Nó rút đây. Chỉ cái. Giả vờ ham đồ cái sau lại quay lại cái luôn. Ở cái độ ham. Đến lúc mà nó ham. Nó ham lên thì lại nó quên cái rồi, nó chỉ thích bao rồi đúng không? Đấy. Nó mê rồi, cái hàng nhập nó cũng khác mọi người nhá. Nó có sự tập trung rất cao luôn. Em quay chín con đực đỏ bên em chỉ quay ba con nhập mê cho mọi người xem thôi. Đấy. Nói qua mọi người về cái chế độ phối này, cái chế độ bảo hành cái thứ của trẻ em. Kể cả khi mà cháu con xuất bán ra cho mọi người thì cháu con, nếu mà mọi người bắt con cái thì bao giờ bọn em cũng sau này sẽ bao tiêu được ra cháu con mọi người nhé. Thế đây để máy này nó cứ không quay được nhiều, để bọn em cất thì bọn em up lên máy tính nhá. Rồi xin chào mọi người.